Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, gặp thời phất mạnh, đang khổ ngập đầu bỗng trở mình sang trang, tiền vàng nghét chật két. Quý khán giả thân mến, mỗi người trong chúng ta đều có một số phận đã được định sẵn. Số mệnh, hay nói cách khác là vận mệnh, là yếu tố mà Phật Pháp tin tưởng có thể giúp con người nhận diện được những hướng đi phù hợp với chính mình, tùy theo thời vận. Có câu tiểu phú do nhân, đại phú do thiên, tức là sự giàu có nhỏ bé do nỗ lực của con người, còn sự giàu có vĩ đại do số mệnh an bài. Số phận con người có thể khiến họ sinh ra trong gia đình giàu có, đầy đủ điều kiện, hoặc cũng có thể trải qua một tuổi thơ thiếu thốn, vất vả. Không phải ai cũng có một con đường trải đầy hoa hồng, nhưng mỗi người đều mang trong mình một số mệnh riêng biệt với các giai đoạn khác nhau của sự phú quý. Mỗi người có một mức độ vận mệnh riêng, từ tiểu phú, trung phú đến đại phú. Dù vậy, một yếu tố quan trọng không thể thiếu để cải thiện cuộc sống chính là nghị lực. Nghị lực giúp chúng ta vượt qua khó khăn, không để số phận định đoạt tất cả. Tuy nhiên, trong phạm vi một kiếp người, mọi sự thay đổi chỉ có thể xảy ra trong một giới hạn nhất định. Con người không thể giàu vượt ngưỡng của số phận, cũng không thể nghèo dưới mức của định mệnh. Mỗi người đều có mức độ thịnh vượng riêng, và đó là con đường mà họ sẽ đi. Những người sinh năm Giáp Dần 1974, với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và đầy sức sống, chính là những người có khả năng vượt qua nghịch cảnh, nắm bắt vận mệnh của mình và tạo nên những thay đổi quan trọng trong cuộc đời. Người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 là những người mang trong mình những đặc trưng tính cách mạnh mẽ và quyết liệt, song cũng đầy nội tâm sâu sắc và nhạy cảm. Một trong những đặc điểm nổi bật của họ là sự quyết đoán và can đảm. Những người này luôn kiên định với mục tiêu của mình và không ngần ngại đối mặt với thử thách. Họ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội và khẳng định bản thân. Chính sự quyết tâm này khiến họ trở thành hình mẫu lý tưởng trong mắt người khác, vừa khiến người ta ngưỡng mộ vừa có phần kính sợ. Không chỉ vậy, người tuổi Giáp Dần còn rất độc lập và tự lập. Họ tin tưởng vào khả năng của chính mình và luôn tìm cách giải quyết mọi vấn đề theo cách riêng, không phụ thuộc vào sự trợ giúp của ai. Khả năng tự mình vượt qua khó khăn giúp họ trở thành những chiến binh bền bỉ trong cuộc sống, không bao giờ chịu khuất phục trước thử thách. Thẳng thắn và trung thực cũng là những phẩm chất nổi bật của người tuổi Giáp Dần. Với tính cách ngay thẳng, họ không ngại thể hiện suy nghĩ của mình, dù đôi khi điều này có thể gây khó chịu cho người khác. Tuy nhiên, chính sự minh bạch và trung thực này khiến họ luôn được tin tưởng và đánh giá cao trong các mối quan hệ. Bên cạnh đó, người tuổi Giáp Dần còn có một sự sáng tạo và khéo léo rất đáng ngưỡng mộ. Dù bề ngoài mạnh mẽ và quyết liệt, họ lại rất linh hoạt và có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Điều này giúp họ luôn tìm ra những giải pháp độc đáo trong công việc cũng như cuộc sống, đạt được hiệu quả vượt trội. Ngoài ra, người tuổi Giáp Dần luôn làm việc với nhiệt huyết và đam mê mãnh liệt. Họ luôn đặt hết tâm huyết vào mọi việc mình làm, từ công việc đến các mối quan hệ, và chính sự tận tâm này là yếu tố quan trọng giúp họ đạt được thành công. Tuy vậy, dù mạnh mẽ, người tuổi Giáp Dần cũng rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Sâu bên trong, họ có một trái tim dễ bị tổn thương, nhất là khi phải đối mặt với sự phản bội hay không được thấu hiểu. Tuy nhiên, điều này không làm họ yếu đuối mà lại khiến họ càng thêm mạnh mẽ và kiên cường hơn.
Trong thời gian vào 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Giáp Dần sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh. Những khó khăn trước đó sẽ dần được bù đắp và may mắn, tài lộc sẽ đổ về với họ. Chính sự kiên trì và quyết tâm trong suốt thời gian qua sẽ là yếu tố quyết định giúp họ gặt hái thành công trong giai đoạn này. Người tuổi Giáp Dần là những chiến binh của cuộc sống, luôn hướng về phía trước với sức sống mãnh liệt, không ngừng khẳng định mình và tạo dựng giá trị trong mọi hoàn cảnh. Với sự tự tin và đam mê, họ xứng đáng với những cơ hội và thành công mà cuộc sống mang lại. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ bước vào một thời kỳ vô cùng thuận lợi trong cuộc sống, đặc biệt là về phương diện sự nghiệp và tài lộc. Đây là thời điểm mà vận mệnh của bạn được các sao tốt chiếu mệnh, mang đến những cơ hội lớn giúp bạn có thể bứt phá mạnh mẽ và đạt được những thành tựu đáng kể. Nhờ sự chiếu cố của các yếu tố thiên thời, địa lợi, bạn sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, mở rộng các mối quan hệ và tiến gần hơn đến những mục tiêu mà trước đây có thể bạn từng cho là xa vời. Với sự ảnh hưởng của Nguyệt lệnh Lâm Quang, đây chính là thời điểm lý tưởng để bạn tự mình đứng lên, không chỉ phát triển công việc mà còn mở rộng các mối quan hệ trong xã hội. Những cơ hội thăng tiến trong công việc sẽ đến một cách tự nhiên, không cần phải vội vã hay chạy theo bất kỳ ai. Điều quan trọng là bạn phải tin tưởng vào khả năng của bản thân, duy trì thái độ tích cực và lạc quan. Suy nghĩ đúng đắn và tinh thần kiên trì chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua những thử thách, đạt được mục tiêu và thành công. Tuy nhiên, dù có sự thuận lợi trong công việc, người tuổi Giáp Dần cũng cần phải chú ý đến phương diện tình cảm. Thời gian này có thể xuất hiện những khúc mắc, thiếu hòa hợp trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong gia đình. Công việc dù quan trọng đến đâu, bạn cũng không nên để nó chiếm hết thời gian và tâm trí mà quên đi việc chăm sóc các mối quan hệ thân thiết. Hãy học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Điều này không chỉ giúp bạn có một cuộc sống hài hòa mà còn giúp bạn tránh được những hối tiếc khi nhìn lại, khi nhận ra rằng bạn đã để tuột mất những điều quan trọng trong cuộc sống. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch này, cơ hội để bạn đạt được bước tiến lớn trong sự nghiệp và tài lộc là rất rõ ràng. Tuy nhiên, sự thành công đó chỉ thực sự trọn vẹn khi bạn biết duy trì sự cân bằng, không chỉ trong công việc mà còn trong các mối quan hệ cá nhân. Hãy tận dụng tốt cơ hội này để tạo dựng một tương lai vững chắc, nhưng đừng quên rằng sự hài hòa trong cuộc sống và tình cảm cũng là yếu tố quan trọng để bạn cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn. Với tinh thần tự tin, quyết tâm và lòng kiên trì, người tuổi Giáp Dần sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách, đạt được thành công xứng đáng. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc không chỉ đến từ sự nghiệp mà còn từ những mối quan hệ yêu thương, sự chia sẻ và quan tâm đến người thân yêu. Hãy luôn giữ vững niềm tin vào bản thân và giữ cho trái tim mình luôn rộng mở để đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Quý khán giả thân mến, tiếp đến là luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về công danh sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Trong 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch 2024, sự nghiệp của người tuổi Giáp Dần sẽ trải qua một giai đoạn tươi sáng, hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển vượt bậc. Với sự chiếu mệnh của các sao tốt như Quang Đới và Thiên Ấn, bạn sẽ nhận được sự bảo trợ mạnh mẽ từ những thế lực vũ trụ, giúp bạn dễ dàng bước qua những thử thách và đạt được những bước tiến lớn trong công việc. Đây là một thời điểm cực kỳ lý tưởng để người tuổi Giáp Dần khẳng định bản thân, thay đổi công việc hoặc đột phá trong sự nghiệp. Đặc biệt, đối với những ai mới bước chân vào xã hội hoặc đang có dự định thay đổi công việc, đây chính là thời điểm vàng để bạn làm quen và thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc mới. Bạn sẽ không gặp phải những khó khăn lớn bởi khả năng thích ứng của bạn là rất nhanh nhạy và hiệu quả. Đặc biệt, nếu công việc yêu cầu sáng tạo, đổi mới hoặc có tính thử thách cao, bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi trở ngại nhờ vào tinh thần phấn chấn, sự kiên định và năng lượng tràn đầy. Bạn sẽ gây được ấn tượng mạnh mẽ với cấp trên và đồng nghiệp. Và điều này sẽ giúp bạn không chỉ tạo dựng được hình ảnh của một người làm việc hiệu quả, mà còn mở ra những cơ hội thăng tiến trong công việc. Một trong những đặc điểm nổi bật của người tuổi Giáp Dần là tính độc lập và tự chủ.
bạn không thích bị ràng buộc và luôn mong muốn tự mình đưa ra những quyết định. Chính đặc điểm này giúp bạn duy trì được sự ổn định và chủ động trong công việc, không dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Bạn luôn có khả năng nhìn xa trông rộng, biết cách xử lý mọi tình huống một cách linh hoạt và quyết đoán. Điều này giúp bạn luôn duy trì được thế chủ động, dễ dàng giải quyết các vấn đề và luôn đi trước người khác một bước. Tuy nhiên, một thử thách có thể xuất hiện khi bạn phải làm việc với những người có nhiều kinh nghiệm hơn hoặc đang nắm giữ vị trí cao trong tổ chức. Họ có thể bảo thủ và không dễ dàng tiếp nhận những ý tưởng mới. Đôi khi, bạn có thể gặp phải sự trì trệ trong công việc và khó khăn trong việc thuyết phục họ thay đổi. Tuy nhiên, đừng vội nản lòng. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ, thể hiện rõ quyết tâm của mình. Kiên trì và sự nỗ lực không ngừng của bạn sẽ là chìa khóa để chứng minh rằng sự thay đổi là cần thiết và mang lại hiệu quả cao trong công việc. Với sự chiếu mệnh của Thiên Ấn, đây là thời điểm lý tưởng để bạn không ngừng học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn. Những cơ hội học hỏi, đào tạo hay các khóa học nâng cao chuyên môn sẽ là những bệ phóng quan trọng giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, để tận dụng được tối đa cơ hội này, bạn cần thực sự nghiêm túc và chăm chỉ, đừng để lỡ những cơ hội học hỏi quý giá này. Về tài lộc của người tuổi Giáp Dần trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Tài lộc của người tuổi Giáp Dần trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 sẽ nhận được sự chiếu mệnh của sao Thiên Đức, mang lại một luồng sinh khí mới trong tài chính của bạn. Dù không phải là thời điểm bội thu từ những nguồn thu nhập lớn, nhưng tình hình tài chính của bạn sẽ ổn định và đủ để bạn cảm thấy hài lòng. Những kế hoạch tài chính và đầu tư của bạn trong giai đoạn này đều có khả năng mang lại kết quả khả quan, nhất là từ các công việc làm thêm hoặc những mối quan hệ làm ăn nhỏ nhưng rất ổn định. Thiên Đức là sao mang đến cơ hội kiếm tiền từ các công việc làm thêm hoặc các giao dịch kinh doanh nhỏ. Những công việc này không yêu cầu quá nhiều vốn đầu tư nhưng lại mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đây là cơ hội tuyệt vời để bạn gia tăng thu nhập và có thể tiết kiệm cho tương lai. Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được sự tin tưởng từ đối tác, đồng nghiệp và khách hàng trong các giao dịch. Từ đó giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ vững chắc và tạo nền tảng cho các cơ hội tài chính sau này. Tuy nhiên, khi mở rộng kinh doanh hay thực hiện các dự án đầu tư lớn, bạn cần phải hết sức thận trọng. Mặc dù bạn có nhiều cơ hội để phát triển trong thời gian này, nhưng không phải lúc nào việc mở rộng cũng dẫn đến lợi nhuận lớn như bạn kỳ vọng. Để tránh những rủi ro trong kinh doanh, bạn cần phải phân tích kỹ lưỡng và tính toán cẩn thận mọi chi tiết trong quá trình quản lý và vận hành. Những tiểu tiết tưởng chừng như không quan trọng lại có thể ảnh hưởng đến sự thành bại trong kế hoạch của bạn. Vì vậy, việc lựa chọn đối tác, phân bổ nguồn lực, quản lý tài chính và kiểm soát chi tiêu là cực kỳ quan trọng để đảm bảo thành công trong công việc kinh doanh. Một điểm mạnh đặc biệt của người tuổi Giáp Dần là khả năng quản lý tài chính rất tốt. Bạn có thói quen chi tiêu hợp lý, biết cách tiết kiệm và đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng. Điều này giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính và gia tăng tài sản một cách bền vững. Bạn sẽ không vội vàng chi tiêu ngay khi có thu nhập, mà thay vào đó sẽ tìm cách đầu tư vào những công cụ tài chính hợp lý để gia tăng tài sản của mình. Thêm vào đó, bạn cũng cần lưu ý rằng đôi khi sự thận trọng và kiên nhẫn sẽ mang lại kết quả bền vững hơn là những quyết định vội vàng. Mặc dù bạn có khả năng tính toán tài chính tốt, nhưng trong đầu tư không có gì là tuyệt đối và không phải lúc nào cơ hội cũng chắc chắn. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư hay tham gia vào một cơ hội kinh doanh nào, hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Với tất cả những yếu tố thuận lợi trên, 7 ngày tới của tháng 11 âm lịch 2024 sẽ mang đến cho người tuổi Giáp Dần một cuộc sống tài chính ổn định và đầy hứa hẹn. Bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính nhờ vào những khoản thu nhập ổn định và những cơ hội làm ăn nhỏ. Tuy nhiên, đừng quên duy trì thói quen tiết kiệm và đầu tư hợp lý để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Về phương diện tình duyên gia đạo, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, vận trình tình duyên của người tuổi Giáp Dần không thật sự khởi sắc. Bạn là người độc lập, mạnh mẽ và có xu hướng tự mình đối mặt với cuộc sống mà không cần ai làm điểm tựa. Bạn cảm thấy rằng tình yêu hay sự hiện diện của người bạn đời không phải là điều cần thiết trong thời điểm này. Sự tự do và không bị ràng buộc là thứ bạn khao khát, vì vậy bạn ít khi chủ động mở lòng, chia sẻ cảm xúc với người khác. Tuy nhiên,
Điều này cũng có thể khiến bạn trở nên khép kín và xa cách với những người xung quanh. Khi quá tập trung vào bản thân, bạn dễ dàng bỏ lỡ những cơ hội quý giá để kết nối với người khác. Và đôi khi, mối quan hệ tình cảm hoặc những cơ hội bạn không ngờ tới có thể đến từ những người bạn ít để ý đến. Đặc biệt với những người đang trong mối quan hệ yêu đương, bạn có thể sẽ cảm thấy thiếu sự kết nối và gần gũi với đối phương. Sự độc lập quá mức khiến bạn không chủ động thể hiện tình cảm, khiến người ấy cảm thấy lạc lõng, thiếu sự quan tâm. Để tình yêu phát triển, bạn cần phải cởi mở hơn, tạo ra những cơ hội để cả hai cùng chia sẻ và đồng hành, không để khoảng cách ngày càng rộng ra. Đối với những người đã có gia đình, sự thiếu quan tâm có thể dẫn đến mối quan hệ vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho công việc và sở thích cá nhân mà không dành sự chú ý cho người bạn đời, gia đình có thể rơi vào tình trạng căng thẳng. Lúc này, bạn cần nhìn nhận lại bản thân, thay đổi cách tiếp cận trong tình cảm, dành thời gian chăm sóc những mối quan hệ quan trọng nhất, đặc biệt là gia đình và người thân yêu. Đừng để sự độc lập quá mức làm bạn bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá, vì tình cảm cần được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của người tuổi Giáp Dần trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 nhìn chung khá ổn định và tràn đầy năng lượng. Bạn cảm thấy tinh thần mình sáng suốt, tràn đầy nhiệt huyết. Điều này giúp cơ thể bạn khỏe mạnh và đủ sức để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Khi bạn có một tâm lý tích cực, cơ thể cũng dẻo dai hơn và bạn dễ dàng hoàn thành công việc một cách hiệu quả. Tuy nhiên, dù tinh thần có thể rất hăng hái và phấn chấn, bạn cũng cần phải lưu ý không nên lao động quá sức. Cảm giác căng thẳng hoặc mệt mỏi có thể không đến ngay lập tức, nhưng nếu bạn không chú ý đến việc nghỉ ngơi hợp lý, cơ thể sẽ bắt đầu phản ứng với những dấu hiệu nhỏ như mệt mỏi, đau nhức hay căng thẳng. Những vấn đề tưởng như không quan trọng lại có thể tích tụ và trở thành những khó khăn lớn nếu không được xử lý kịp thời. Khi cơ thể không thể duy trì được sức bền như trước, những tác động nhỏ từ stress và công việc có thể ảnh hưởng đến cả thể chất và tinh thần của bạn. Lời khuyên dành cho bạn trong thời gian này là hãy chú trọng hơn đến việc duy trì một lối sống cân bằng, dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý và không ép mình làm việc quá mức. Ngoài ra, chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất và việc kết hợp tập luyện thể thao để tăng cường sức đề kháng là rất quan trọng. Những bài tập thể dục nhẹ nhàng, đi bộ ngoài trời hoặc các hoạt động thể thao đều giúp cải thiện sức khỏe và giảm căng thẳng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên dành thời gian thư giãn tâm trí, ví dụ như thực hành thiền, yoga hoặc đơn giản là tận hưởng những phút giây thư thái, giúp tâm hồn bạn được an yên. Việc ngủ đủ giấc và thư giãn thường xuyên cũng là yếu tố cần thiết để giữ gìn sức khỏe lâu dài. Nếu bạn duy trì được một chế độ làm việc hợp lý, chú ý đến sức khỏe và nghỉ ngơi hợp lý, 7 ngày tới sẽ là một khoảng thời gian không có gì đáng lo ngại về sức khỏe, đầy năng lượng để bạn có thể đạt được những thành tựu trong công việc và cuộc sống. Dưới đây là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về tuổi Giáp Dần sinh 1974, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, được chia làm hai giai đoạn như sau. Tử vi từ ngày 5 đến 8 tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần 1974. Trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 8 tháng 11 âm lịch năm 2024, người tuổi Giáp Dần sẽ đối mặt với nhiều thử thách trong công việc, dù bạn luôn có khả năng làm việc chăm chỉ và quyết đoán. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng mà bạn cần chú ý chính là giao tiếp. Dù có năng lực và quyết tâm, nhưng sự thiếu cẩn trọng trong lời nói và hành động có thể tạo ra những hiểu lầm, xung đột không đáng có với đồng nghiệp hay cấp trên. Những tình huống này có thể làm môi trường làm việc trở nên căng thẳng, thậm chí ảnh hưởng đến tiến độ công việc của bạn. Với tính cách kiên định và độc lập, đôi khi bạn sẽ cảm thấy khó hòa hợp với những người xung quanh, khiến họ khó lòng hợp tác hoặc cùng bạn thực hiện các dự án chung. Chính vì vậy, dù có quyết tâm cao độ, bạn cũng cần học cách giữ thái độ hòa nhã, lắng nghe ý kiến từ người khác để từng bước khắc phục những mâu thuẫn, cải thiện các mối quan hệ trong công việc. Thêm vào đó, hãy cẩn trọng trong cách diễn đạt và tránh đưa ra quyết định quá nhanh, đặc biệt là trong những dự án đòi hỏi hợp tác hoặc giao dịch lớn. Việc hiểu rõ từng chi tiết trước khi hành động sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro và tạo sự ổn định. Về mặt tài chính, trong giai đoạn này, các nguồn thu nhập chính và phụ của bạn sẽ không có sự gia tăng đột biến. Tuy nhiên, tài chính vẫn ở mức ổn định, điều này giúp bạn cảm thấy yên tâm,
dù không có những cơ hội tài chính bất ngờ. Thời điểm này không thích hợp để thực hiện các quyết định tài chính lớn hoặc đầu tư mạo hiểm. Nếu có cơ hội đầu tư, hãy chắc chắn rằng bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng, không vội vàng mạo hiểm. Đây là lúc bạn cần sự kiên nhẫn và tiết chế chi tiêu, nhất là những khoản không thật sự cần thiết. Tử vi từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Dần 1974. Bước sang giai đoạn từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 âm lịch năm 2024, vận may của người tuổi Giáp Dần sẽ chuyển hướng tích cực hơn. Các cơ hội trong công việc sẽ xuất hiện và bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những kết quả khả quan từ những dự án, kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ trước. Thời điểm này, bạn sẽ nhận được sự công nhận về năng lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân. Đặc biệt trong các công việc nhóm hoặc các dự án hợp tác, bạn sẽ trở thành nhân tố quan trọng, được đánh giá cao về sự lãnh đạo và khả năng phối hợp. Nếu bạn là người đảm nhận vai trò lãnh đạo, có thể bạn sẽ nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên và đồng nghiệp. Tuy nhiên, đừng vì những thành công ban đầu mà trở nên tự mãn. Công việc vẫn sẽ gặp phải những thử thách và bạn cần phải giữ cho mình cái nhìn thực tế, không nên để sự tự hào khiến bạn chủ quan. Để duy trì phong độ, bạn cần tiếp tục nỗ lực, cải thiện kỹ năng và luôn tìm cách làm mới mình. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn và tiến xa hơn trong sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này, nếu bạn giữ được sự kiên nhẫn và chủ động, cơ hội thăng tiến hoặc bổ nhiệm có thể sẽ đến với bạn. Các nguồn thu nhập ngoại luồng cũng sẽ bắt đầu phát huy hiệu quả, mang lại cho bạn những khoản tiền thưởng hoặc lợi nhuận từ các dự án phụ. Tuy nhiên, dù vận may có phần tốt đẹp hơn, bạn vẫn cần thận trọng với các cơ hội đầu tư. Đây là lúc tốt để xem xét các cơ hội nhưng không nên vội vàng bỏ tiền vào những kế hoạch chưa rõ ràng hoặc những dự án có dấu hiệu rủi ro. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người có ảnh hưởng trong môi trường làm việc. Tuy nhiên, đừng để sự tin tưởng vào người khác làm bạn mất cảnh giác. Không phải ai cũng có ý định tốt và bạn cần thận trọng trong việc lựa chọn người để chia sẻ thông tin hay hợp tác. Đôi khi, những lời khuyên tốt có thể là chìa khóa giúp bạn mở ra cơ hội, nhưng cũng không ít lần bạn sẽ gặp phải những lời khuyên không đáng tin cậy, có thể dẫn đến rủi ro. Vì vậy, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh và thận trọng trong các quyết định quan trọng. Tháng 11 âm lịch 2024, những ngày may mắn đặc biệt dành cho người tuổi Giáp Dần. Tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ là một tháng đầy may mắn và cơ hội cho người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Với sự chiếu mệnh của các sao tốt, các bạn sẽ trải qua những ngày tháng đầy nhiệt huyết và thành công trong cả sự nghiệp lẫn tài chính. Cùng điểm qua từng ngày may mắn trong tháng này để không bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024 khởi đầu may mắn và quyết tâm kiến tạo thành công. Ngày 6 tháng 11 là một ngày đầy ý nghĩa và mang đến nhiều may mắn cho tuổi Giáp Dần. Trong ngày này, bạn sẽ nhận được sự chiếu mệnh của sao tốt, mang lại cho bạn sự hứng khởi, nhiệt huyết và quyết tâm mạnh mẽ. Bằng sự bản lĩnh và cái nhìn sâu sắc về cuộc sống, bạn sẽ nhận thấy những cơ hội quý giá đang đến gần. Đây là thời điểm lý tưởng để thử thách bản thân và đặt ra những mục tiêu xa hơn. Với sự nỗ lực không ngừng, bạn sẽ không chỉ có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp mà còn phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính. Bạn sẽ biết cách tận dụng mọi điểm mạnh của mình, khai thác tối đa nguồn lực sẵn có để xây dựng một vị thế vững vàng trong xã hội. Những thành công đạt được trong ngày này không chỉ mang lại sự thịnh vượng cho bạn mà còn giúp lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những người xung quanh, thu hút sự hợp tác và xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả. Ngày 12 tháng 11 âm lịch 2024 mưa tài lộc và sự thăng tiến mạnh mẽ. Ngày 12 tháng 11 âm lịch 2024 sẽ mang đến cho bạn những cơ hội không thể bỏ lỡ. Bạn sẽ đón nhận những luồng tài lộc dồi dào, sự nghiệp bắt đầu khởi sắc và đời sống tình cảm cũng trở nên ấm áp hơn. Với sự nỗ lực chăm chỉ và tinh thần không ngừng phấn đấu, bạn sẽ nhận được những lợi ích bất ngờ, đặc biệt là trong các lĩnh vực đầu tư và quản lý tài chính. Đây là thời điểm mà bạn sẽ đạt được những thành tựu lớn trong công việc, đồng thời tài chính của bạn sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Các dự án đầu tư bạn đang thực hiện sẽ mang lại lợi nhuận bất ngờ, giúp bạn đạt được sự ổn định tài chính và thoải mái tận hưởng cuộc sống. Sự chăm chỉ và cống hiến sẽ không bao giờ là vô ích, và ngày 12 tháng 11 sẽ chứng minh điều đó một cách rõ ràng. Ngày 16 tháng 11 âm lịch 2024 bước đột phá và tăng trưởng tài chính.
Ngày 16 tháng 11 âm lịch 2024 là một ngày đặc biệt khi tuổi Giáp Dần sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tài vận. Nhờ vào sự chiếu mệnh của sao tốt, bạn sẽ đón nhận một ngày thuận buồm xuôi gió trong công việc. Có thể bạn sẽ nhận được một lời đề nghị tăng lương hoặc thăng chức, điều này sẽ tạo ra động lực để bạn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Ngoài việc đạt được những thành công trong sự nghiệp, bạn còn phát triển mối quan hệ xã hội nhờ vào sự duyên dáng và khả năng giao tiếp xuất sắc. Sự nghiệp của bạn sẽ tiến triển mạnh mẽ và bạn sẽ nhận được sự trợ giúp từ những người xung quanh, nhất là những quý nhân xuất hiện bất ngờ mang theo thông tin hữu ích. Những cơ hội mới sẽ mở ra, nếu bạn biết cách nắm bắt, chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa trong công việc và cuộc sống. Ngày 24 tháng 11 âm lịch 2024 cột mốc quan trọng và thành công tài chính. Ngày 24 tháng 11 là một bước ngoặt quan trọng đối với tuổi Giáp Dần, đặc biệt trong sự nghiệp và tài chính. Nhờ vào sự cống hiến và làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua, bạn sẽ bắt đầu nhận được những trái ngọt từ những gì đã gieo trồng. Tài vận của bạn sẽ ngày càng thịnh vượng, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy kết quả rõ rệt từ các khoản đầu tư và quản lý tài chính. Đây là thời điểm lý tưởng để thực hiện các kế hoạch, dự định đang ấp ủ bấy lâu. Bạn sẽ nhận được lợi nhuận lớn từ những dự án đầu tư trước đó và các mối quan hệ làm ăn cũng trở nên thuận lợi hơn. Nếu là nhân viên, bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao và có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Tinh thần làm việc của bạn cũng sẽ trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn để đạt được những thành tựu đáng kể trong sự nghiệp. Hợp tác làm ăn với tuổi Giáp Dần 1974, những con giáp mang lại may mắn và tài lộc. Trong công việc và làm ăn, tìm kiếm đối tác hợp mệnh là yếu tố quan trọng giúp tăng cường vận khí, kích tài dưỡng lộc và thu hút may mắn. Đặc biệt, đối với tuổi Giáp Dần 1974, việc lựa chọn đối tác phù hợp có thể mang lại sự nghiệp thăng tiến và tài lộc dồi dào. Dưới đây là những phân tích chi tiết về sự hợp tác giữa tuổi Giáp Dần và 12 con giáp trong công việc. 1. Tuổi Giáp Dần và tuổi Tý. Giáp Dần và Tý có thể tạo ra một mối quan hệ hợp tác tuyệt vời nếu biết phân chia vai trò rõ ràng. Giáp Dần, với bản tính mạnh mẽ và mong muốn dẫn đầu, sẽ là người đứng đầu trong các quyết định quan trọng. Tý, với sự nhanh nhẹn và khả năng giao tiếp xuất sắc, sẽ đóng vai trò hỗ trợ vững chắc, đặc biệt trong việc tiếp cận khách hàng và đối tác kinh doanh. Sự kết hợp giữa tính táo bạo của Giáp Dần và sự linh hoạt, khéo léo của Tý sẽ giúp công việc của cả hai phát triển mạnh mẽ. 2. Tuổi Giáp Dần và tuổi Sửu. Mối quan hệ hợp tác giữa Giáp Dần và Sửu rất đáng được mong đợi. Sửu là người chăm chỉ, tỉ mỉ và kiên nhẫn, trong khi Giáp Dần lại nổi bật với sự thông minh, sáng tạo và quyết đoán. Nếu cả hai biết tận dụng thế mạnh của nhau, sự kết hợp này sẽ tạo ra một môi trường làm việc đầy động lực và năng lượng tích cực. Giáp Dần sẽ học hỏi được nhiều từ sự kiên nhẫn và thận trọng của Sửu, trong khi Sửu sẽ được Giáp Dần chỉ dẫn về cách sáng tạo và đưa ra những ý tưởng đột phá trong công việc. 3. Tuổi Giáp Dần và tuổi Dần. Mối quan hệ hợp tác giữa hai người cùng tuổi Dần có thể tạo ra sức mạnh lớn, nhưng cũng cần phải nỗ lực để duy trì hòa khí trong công việc. Cả Giáp Dần và Dần đều có tính cách mạnh mẽ, đầy hoài bão và đôi khi dễ xảy ra xung đột nếu không cùng chung mục tiêu. Tuy nhiên, nếu họ có cùng tầm nhìn và mục tiêu chung, họ sẽ là những người đồng hành xuất sắc, giúp công việc đạt được thành công nhanh chóng nhờ vào nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần quyết tâm. 4. Tuổi Giáp Dần và tuổi Mão. Giáp Dần và Mão có thể hợp tác tốt nếu biết cách phân chia công việc một cách rõ ràng và hợp lý. Giáp Dần sẽ là người dẫn dắt, có trách nhiệm chính trong các quyết định quan trọng, còn Mão, với tính cách nhút nhát và tận tâm, sẽ hỗ trợ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ. Mão sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Giáp Dần và cống hiến hết mình để công việc chung đạt hiệu quả cao. 5. Tuổi Giáp Dần và tuổi Thìn. Hợp tác giữa Giáp Dần và Thìn sẽ gặp nhiều thử thách bởi cả hai đều có xu hướng thích quyền lực và tự quyết định. Nếu không biết cách kiềm chế cái tôi và cùng nhau thống nhất mục tiêu, công việc sẽ dễ bị gián đoạn. Tuy nhiên, nếu cả hai biết điều chỉnh và học cách chia sẻ quyền lực, sự hợp tác này có thể rất hiệu quả nhờ vào sự mạnh mẽ, dũng cảm và đầy tham vọng của cả hai. 6. Tuổi Giáp Dần và tuổi Tỵ. Giáp Dần và Tỵ là sự kết hợp đầy tiềm năng trong công việc, đặc biệt trong các lĩnh vực cần sự giao tiếp và mối quan hệ đối ngoại. Tỵ với khả năng giao tiếp khéo léo và Giáp Dần với sự táo bạo, quyết đoán sẽ tạo nên một đối tác kinh doanh lý tưởng. Tuy nhiên,
Để công việc thật sự thành công, cả hai cần hiểu và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. 7. Tuổi Giáp Dần và tuổi Ngọ. Giáp Dần và Ngọ có thể tạo ra một môi trường làm việc rất sáng tạo và năng động. Sự sáng tạo và tư duy đổi mới của Giáp Dần kết hợp với tính nhiệt huyết và hứng thú của Ngọ sẽ giúp công việc phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, Giáp Dần cần chú ý đến tính bất ổn của Ngọ, người dễ thay đổi công việc, để có thể giữ được sự ổn định trong hợp tác. 8. Tuổi Giáp Dần và tuổi Mùi. Mối quan hệ hợp tác giữa Giáp Dần và Mùi có thể rất tốt đẹp nếu biết cách tạo không gian cho nhau phát huy thế mạnh. Mùi với tính cách cẩn trọng và chăm chỉ sẽ được Giáp Dần khuyến khích để làm việc sáng tạo hơn, trong khi Giáp Dần cũng có thể học hỏi được nhiều từ sự kiên trì và bền bỉ của Mùi. Cùng nhau, cả hai sẽ tạo ra một môi trường làm việc vững chắc và hiệu quả. 9. Tuổi Giáp Dần và tuổi Thân. Giáp Dần và Thân có thể gặp khó khăn trong công việc bởi sự khác biệt trong tính cách. Giáp Dần nghiêm khắc và yêu cầu hiệu quả công việc cao, trong khi Thân lại thích tự do và dễ bị sao nhãng. Nếu không biết cách kiên nhẫn và điều chỉnh, mối quan hệ hợp tác này sẽ dễ dàng bị đổ vỡ. Tuy nhiên, nếu cả hai biết học cách tôn trọng lẫn nhau và tìm ra sự hòa hợp, họ có thể đạt được thành công. 10. Tuổi Giáp Dần và tuổi Dậu. Giáp Dần và Dậu là cặp đôi đối tác kinh doanh lý tưởng nhờ vào sự kết hợp giữa tính cầu tiến và năng lực làm việc chăm chỉ. Dậu sẽ hỗ trợ Giáp Dần trong việc quản lý công việc và đưa ra các quyết định đúng đắn, trong khi Giáp Dần sẽ tạo ra những ý tưởng sáng tạo và đột phá để thúc đẩy sự nghiệp chung. Mối quan hệ này sẽ mang lại sự ổn định và phát triển cho cả hai. 11. Tuổi Giáp Dần và tuổi Tuất. Giáp Dần và Tuất là một sự kết hợp ăn ý trong công việc, nhờ vào sự thông minh, sáng tạo và dũng cảm của Giáp Dần kết hợp với tính trung thành và tận tụy của Tuất. Mối quan hệ này sẽ mang lại sự thịnh vượng và phát triển nhờ vào sự bổ sung hoàn hảo giữa hai bên. Tuy nhiên, Giáp Dần cần lưu ý đến tính dễ chán của mình để không làm ảnh hưởng đến sự ổn định trong công việc chung. 12. Tuổi Giáp Dần và tuổi Hợi. Giáp Dần và Hợi có thể tạo thành một cặp đôi đối tác mạnh mẽ nếu cả hai cùng chia sẻ mục tiêu chung. Hợi, với tính chăm chỉ và tận tâm, sẽ giúp Giáp Dần phát triển các ý tưởng sáng tạo và đưa chúng vào thực tế. Mối quan hệ hợp tác này sẽ mang lại sự bền vững và ổn định, giúp cả hai cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp. Nhân sinh cảm ngộ, giáo dục và cuộc sống. Cuộc sống vốn đầy rẫy những lo toan, bộn bề và thử thách, đôi khi chúng ta quên mất rằng sự an yên, nhẹ nhõm không phải là điều có thể tìm kiếm ở bên ngoài, mà chính là do cách ta buông bỏ những nặng nề trong lòng. Phật dạy rằng buông bỏ là con đường dẫn đến tự do, là phương pháp giúp chúng ta giải thoát khỏi khổ đau và tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Những nỗi khổ trong cuộc sống thường đến từ việc chúng ta không biết buông bỏ. Chúng ta cứ mãi bám víu vào những điều đã qua, những tiếc nuối hay những nỗi lo lắng về tương lai, mà quên rằng chính sự bám víu này mới là gánh nặng lớn nhất trong cuộc đời. Để tìm lại sự nhẹ nhàng, chúng ta cần học cách buông bỏ những lo toan, những vướng mắc, những âu lo không thể thay đổi. Chỉ khi đó, tâm hồn mới có thể trút bỏ gánh nặng và trở lại trạng thái an nhiên, thanh thản. Giống như một chiếc bình đầy nước, nếu không đổ đi, bình sẽ không còn chỗ để chứa nước mới. Tâm hồn chúng ta cũng vậy. Nếu cứ giữ chặt những muộn phiền, đau khổ, ta sẽ không thể tiếp nhận được những điều mới mẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Buông bỏ chính là cách giúp tâm hồn chúng ta trở về với sự trong sáng, tự do và dễ chịu. Chính sự buông bỏ giúp chúng ta thoát khỏi những trói buộc của tham sân si, để sống trong hiện tại, trân trọng từng khoảnh khắc mà cuộc sống mang lại. Phật dạy rằng sự thanh tịnh trong tâm hồn chỉ đến khi chúng ta từ bỏ những khát khao, những tham vọng vô tận và những suy nghĩ tiêu cực. Khi tâm trí chúng ta không bị chi phối bởi những điều ngoài kia, chúng ta mới có thể sống trong sự bình an. Để đạt được sự thanh tịnh, không phải là chúng ta từ bỏ tất cả, mà là học cách để không bị gánh nặng bởi những điều không quan trọng. Nếu chúng ta cứ bám víu vào những điều không thể thay đổi, chỉ khiến tâm trí rối ren, mệt mỏi và bất an. Buông bỏ không có nghĩa là bỏ cuộc. Nhiều người có thể nghĩ rằng buông bỏ là sự yếu đuối, là sự đầu hàng trước cuộc sống. Nhưng thực tế, buông bỏ là hành động mạnh mẽ và dũng cảm, là sự can đảm đối diện với chính bản thân mình và với cuộc sống. Buông bỏ không phải là từ bỏ hy vọng hay từ bỏ cuộc sống, mà là từ bỏ những thứ không thể thay đổi, từ bỏ những điều không mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống.
Khi ta buông bỏ những tham sân si, những bực bội, hận thù là lúc ta đã giải thoát cho chính mình để sống một cuộc đời thanh thản và an lạc hơn. Hành trình buông bỏ này không phải là một điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và nỗ lực trong mỗi bước đi. Chúng ta phải học cách sống trong hiện tại, không bị ám ảnh bởi quá khứ hay lo lắng về tương lai. Khi sống trong hiện tại, chúng ta có thể cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn, có thể sống trọn vẹn với những gì đang xảy ra xung quanh mình. Phật dạy rằng, tất cả đều vô thường và chỉ có hiện tại mới là thực tế duy nhất mà chúng ta có thể cảm nhận và sống trọn vẹn. Vì thế, mỗi lần chúng ta biết buông bỏ một phiền muộn, một lo âu, chúng ta lại càng gần hơn với sự thanh tịnh và an lạc trong tâm hồn. Mặc dù đây là một hành trình dài và đầy thử thách, nhưng khi hiểu được giá trị của sự buông bỏ, ta sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, bình an trong từng hơi thở, trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Cuộc sống không thiếu thử thách, nhưng nếu chúng ta biết buông bỏ những điều không cần thiết, biết chấp nhận và tha thứ cho chính mình và người khác, chúng ta sẽ tìm thấy sự tự do thực sự. Tha thứ và buông bỏ chính là chìa khóa giúp chúng ta giải thoát tâm hồn, sống trong sự tự do, an yên và hạnh phúc. Buông bỏ không phải là sự bỏ cuộc, mà là sự lựa chọn để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn, an nhiên hơn. Khi ta buông bỏ, ta sẽ tìm thấy sự bình yên trong chính mình, và từ đó, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng, sự an lạc chỉ đến khi ta biết buông bỏ những gì không thuộc về mình, để tìm về với bản ngã chân thật, trong sáng và thanh tịnh. Hy vọng những thông tin trong video về tử vi của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 sẽ hữu ích với quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Nếu video này mang lại giá trị cho bạn, đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý vị một thời gian sắp tới luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn.